Đó cả nhà, chiếc ống kính màn hình này cả nhà nhìn thấy nè. Đó, bé Thiện Phước nè cả nhà. Đó. Nghiệp lắm cả nhà. Cứ mỗi tối là cứ nhớ mẹ là bé Thiện Phước khóc rồi cả nhà. Đó, nhưng mà bé Thiện Phước thì uống sữa ok lắm. Hai chào cả nhà, chào tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân. Thì hôm nay vợ chồng Thi Lê cũng là ngày tốt luôn. Thì hôm nay sẵn tiện thì Thi Lê với lại vợ chồng Thi Lê đi chùa, và sẵn tiện ẵm con bé Thiện Phước đi vào chùa để cho sư phụ của Thi Lê để quy y cho bé luôn nha cả nhà. Không đâu. Đây. Đây là ngôi chùa mà ở gia đình của Thi Lê quy y nè cả nhà. Tịnh Xá Ngọc Thanh. Lên lầu 1 gặp sư. Đi đi leo. Quẹo này cũng được vậy. Lầu 1. Đó. Có sư không? Đâu? Dạ, chào sư. Nè, quy cho bé này nè sư. Bé gái. Là con nói sư gì nè. Bé gái này á, coi như là mẹ nó sanh ra bỏ rơi nó, không có nuôi nấng nó, không có điều kiện để nuôi, thì hai vợ chồng con mang về nhà nuôi luôn. Dạ. Con đặt cho bé là Thiện Phước là cái tên luôn á. Dạ, con họ Lê, con lấy cái họ con luôn là Lê Thiện Phước cho bé. Dạ. Dạ. Thôi cả nhà, thì hôm nay Thi Lê mua cá nè. À, cá chép nè. Đó, đây là sư phụ của Thi Lê nè cả nhà. Dẫn bé Thiện Phước đi quy y. Đây, bé Thiện Phước đây cả nhà. Dạ, để em con ấy. Dạ. Mai khi qua cúng nhà mình đang nha mời. Bây giờ sáng mai qua nhà mình đang cúng hàng gì Phật nha, qua năm đầu tiên mình đang có mời sư đi thành thiên á. Dạ. Sáng mai qua nó cúng á, sư đưa giấy quy cho con luôn ha. Dạ, dạ. Bây giờ để sư quy cho con trước rồi sư phục sanh nha. Dạ. Nam mô Sa Môi Đà. Thank you.
chào Pháp Nhân này. Dạ, đây là Phước, hôm nay nhớ Pháp Nhân là phổ biến hay có hôm nay. Dạ. Và vậy con xin phổ biến hôm nay chứng minh giám hộ cho nên Nhân Phước ở cho anh đạo phổ biến này để tiến đạo hôm nay cũng gặp phổ biến Bồ Tát. Dạ, cảm ơn sư. Dạ. Dạ. Vậy mấy cá này con mang thả hay sao? Con mang sẵn con đi về mấy cá luôn nha. Dạ, dạ. 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 Dạ, cảm ơn sư. Dạ. Mày lấy mày. Rồi xách cá đi con. Đứng lên trên. Thank you.
Nãy mình đi đường kia đúng không? Nước không ạ, qua đó chở không ạ, nước không ạ.